Ba, ba yên tâm, con chắc chắn lấy lại tất cả những gì Chung Thánh Sinh đã nợ chúng ta. Con muốn tên khốn đó phải thất bại thảm hại, mất hết tất cả. Khánh Sinh à, Khánh Đường đã tới công ty một thời gian, em thấy nó cũng có thể giúp anh nhiều chuyện. Có phải anh nên... Anh đã nói với em bao nhiêu lần, việc công ty tốt nhất đừng có can thiệp, cứ yên tâm làm phu nhân đi. Em không quản chuyện công ty, chỉ là chú là họ hàng của chúng ta. Hơn nữa chúng ta nợ nhà của họ. Từ sau khi Jack nghỉ, công ty cũng không có ai tới giúp cho anh. Dù sao anh cũng phải tuyển thêm một tổng giám đốc. Khánh Đường là người chúng ta nhìn thấy lớn lên từ nhỏ, nó thật thà, sao lại không thăng chức cho nó? Được rồi, được rồi, đừng có nói nhiều nữa. Anh tự biết tính toán, nên ngủ sớm đi. Vị trí tổng giám đốc vẫn luôn bỏ trống. Anh tính trong thời gian tới sắp xếp thăng chức cho ai đó. Chú là một trong những ứng cử viên, nhưng mà anh luôn công bằng. Anh sẽ không vì chú là họ hàng của anh mà thiên vị chú đâu. Nếu như chú thật sự có tài năng thì đương nhiên anh sẽ không bạc đãi. Vậy chú phải cho anh thấy chú có bản lĩnh gì. Tuần sau sẽ ra mắt Thủy Dân Cát. Kế hoạch bán hàng này anh hoàn toàn không hài lòng, chú mang về chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ. Đừng có nói với anh, thời gian gấp quá. Anh cần hiệu quả. Em hiểu. Anh yên tâm, em sẽ làm cho tốt. Vậy được rồi. Anh bán lợn, hôm nay đăng ký chưa? Tuy là chưa chính thức, nhưng mà cũng coi như là vợ của anh rồi. Sau này anh phải đối xử tốt với cô ấy. Mọi người cũng biết cả rồi, thằng bán lợn này là thương anh nhất. Cô ấy nói đông, tôi không dám nói tây. Lại bốc phét, cô ấy nói anh ít bài bạc, anh vẫn cứ cắm đầu chơi thôi. Đúng, không biết sao cô ấy lại lấy anh. Hạo Liên à, tôi bớt mua vé số lại rồi. Đúng, vé số ít mua, nhưng mà cổ phiếu thì mua nhiều, không phải sao? Con bé lắm mồm này, cổ phiếu là kiếm tiền. Không thì sao dạo này chúng ta lại chi mạnh tay như vậy? Muốn mua gì thì mua. Chú bác nói chí phải. Đây mới là nói chuyện đó. Nếu như thần tài không đổ chúng ta thì tôi không biết bao giờ mới có thể có tiền cưới anh. Đừng có luyên thuyên nữa. Thần tài của chúng ta vẫn ở trong phòng. Có phải anh ấy đang giận chúng ta không? Chắc là vậy rồi. Mấy nay còn bơ cả tôi. Sao lại như vậy? Xin chào. Tụ tập ăn uống mà không gọi tôi. Sao cô lại đi cùng Tiểu Thất? Anh ấy nói muốn đưa tôi tới gặp mọi người. Tiểu Thất lại thay áo à? Đây chắc là Nancy hay là Novena? Không phải Novena, lần trước là Pomela. Pomela, tôi quên mất. Em đừng để ý, mọi người hay giỡn như vậy thôi. Luna à, có thật không? Thôi đừng đứng ở đây nữa, mình vào trong đi. Đây là Đới Linh, đồng nghiệp của chúng tôi. Xin chào. Hai, chào Đới Linh. Nào ngồi đi, đừng khách sáo. À Nam, ra đây ăn đi. Tại mọi người đó. Tại Hạo Liên. Liên quan gì tôi, mọi người không có phần à? Còn nói nữa, đánh cho phù mỏ giờ. Thôi ăn thôi ăn thôi. Hôm nay mọi người đang vui vẻ, đừng có giận nữa mà. Mọi người vui vẻ như vậy, giận cái gì chứ, ra ăn đi. Em giảm cân. A Nam à, cổ phiếu hôm nay thế nào? Mọi người muốn biết thì tôi nói cho mọi người nghe. Cổ phiếu CNO Land của chúng ta tăng lên 6,3 rồi.
Nếu mọi người không ép tôi bán, giờ tôi đã kiếm được mấy chục rồi. Sớm biết như vậy, đã không nghe Hạo Liên. Tại Hạo Liên hết. Tại anh hết đó Hạo Liên à. Đi nói chuyện với anh ấy đi, đừng có uống nữa. Người anh em mà, tôi biết sai rồi. Nhưng mà tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho mọi người. Lúc đó tin đồn bay khắp nơi, mọi người đều lo lắng. Vậy nên tôi mới... Tục ngữ có câu, cái gì của mình sẽ là của mình, không phải của mình có cố cũng không được. Rõ ràng là của mình mà, sao mọi người tin tin đồn thổi chứ. Giờ không bán cũng đã bán rồi, mai cậu đi mua lại, không phải là kiếm được à. Chị nói dễ nghe quá đi, cổ phiếu mà đã bán rồi thì khó mua lại lắm, chị có biết không? Mua cái khác không được sao? Cậu là thần tài của chúng ta, có gì mà không được. Anna mà chắc chắn làm được. Thôi, không nói với mọi người nữa. Vẫn còn giận à? Em trai à? Đừng có trẻ con như vậy. Mọi người biết sai rồi. Sau này sẽ không đòi bán cổ phiếu lung tung nữa. Lần này em nghĩ kỹ rồi. Thật ra em không trách mọi người. Lần này không kiếm được tiền, chỉ trách em không có tin nội bộ. Tin tức trong ngành chứng khoán rất quan trọng. Nếu như em có thông tin, em có thể phân tích chính xác thời điểm lên xuống, không ai ảnh hưởng được em, làm sao có thể có tin nội bộ. Trung Khánh Sinh là cây đa trong ngành chứng khoán, anh chắc chắn là sẽ có thông tin. Anh nghĩ nếu anh có thể tiếp cận thì chắc chắn sẽ có nhiều thông tin hơn. Lần trước không phải đã gặp rồi sao? Nói thật, anh rất muốn tới công ty của anh ta làm, có thể phát huy sở trường, vừa có thể tiếp cận thần tượng Trung Khánh Sinh, học được nhiều thứ từ anh ấy. Quá ra là như vậy, cậu đi tìm thần tượng. Dễ thôi, chỉ có cách à? Đi tìm ba của Trung Khánh Đường là được rồi. Đây cũng gọi là cách sao? Đúng rồi, bác Thuận ghét nhất là vợ của Trung Khánh Sinh. Chuyện này ai cũng biết. Ghét vợ của anh ấy không có nghĩa là ghét luôn cả anh ấy. Hôm qua Khánh Đường còn dẫn thần tượng của cậu đi gặp bác Thuận, còn kêu bác Thuận là chú họ, có thể giúp họ hàn gắn mối quan hệ. Anh có thể tìm Khánh Đường giới thiệu tới Trung Thị làm việc. Nhưng mà hình như anh không có chuyện gì để nói với anh ta. Kỳ lắm. Là cậu tự tâm bệnh thôi. Người ta không đối xử với cậu như vậy đâu. Không có đâu. Đây là cách duy nhất vào Trung Thị. Thôi cứ như vậy đi. Cậu tự quyết đi nha. Là anh à? Vừa rồi chúng tôi ở nhà ăn lẩu, có rất nhiều đồ ăn nên cầm qua cho bác Thuận một chút. Ba tôi không có nhà. Không sao, vậy anh ăn cũng được. Cảm ơn, tôi no rồi. Như vậy đi, để ăn đêm tôi bỏ vô tủ lạnh cho anh. Tôi để vào rồi. Anh có chuyện gì à? Tôi hơi khát, để tôi rót nước uống. Để tôi rót cho. Cảm ơn. Thủy Dân Cát. Anh làm gì vậy? Quá ra anh đang làm kế hoạch quảng cáo cho Thủy Dân Cát. Nghe nói Thủy Dân Cát là chung cư cao cấp lớn nhất trong năm của Sierra Nolens, mệnh danh là kiến trúc cung điện cuộc sống vua chúa, đúng không? Mấy ngày nữa là bán rồi. Anh biết rõ ghê. Đương nhiên, trong tay tôi nắm bao nhiêu cổ phiếu của CNO mà. Từ trước tới nay, tôi luôn quan tâm tới công ty. Đây là tinh thần chuyên nghiệp của một người môi giới chứng khoán nên có. Tôi tin, chỉ cần Thủy Dân Cát bán ra, cổ phiếu của CNO chắc chắn sẽ tăng, đúng không? Anh còn chuyện gì nữa không? Anh cũng biết, trở thành một nhà kinh tế chứng khoán là ước mơ của tôi. Hơn nữa gần đây, tôi vừa lấy được bằng kinh tế. Vậy chúc mừng anh. Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng mà bây giờ, đau đầu vì quá nhiều ngành chứng khoán. Tôi không biết nên gia nhập công ty nào mới tốt. Thật sự buốt cả đầu. Thật ra, yêu cầu của tôi cũng không cao. Quy mô công ty lớn hay nhỏ đều không sao. Quan trọng nhất là chủ công ty là người mà tôi kính trọng. Yêu cầu của anh cao đó. Không có. Thật ra đã có một công ty rất phù hợp, chính là Trung Thị của anh họ của anh. Nếu anh qua đây là muốn tôi giúp anh giới thiệu thì xin lỗi, tôi không thể giúp. Tại sao vậy? Thứ nhất,
Trung thị hiện tại không có chỗ trống. Thứ hai, tôi làm việc ở bộ phận phân tích. Việc tuyển dụng là do bộ phận nhân sự. Thứ ba, tôi không rõ năng lực làm việc của anh, nên không thể giới thiệu. Hay là như vậy, dù sao anh cũng đang làm kế hoạch, tôi làm chung với anh. Một là anh có thể thấy được năng lực của tôi, hai là anh có trợ thủ miễn phí, tiện cả đôi đường. Đến lúc đó, tập đoàn Kim Chung có chỗ trống nào, anh nhớ cho tôi biết có được không? Quyết định như vậy đi. Vậy anh có cao kiến gì à? Tôi nghĩ bán gì cũng vậy, quan trọng nhất là khơi gợi nhu cầu mua sắm của mọi người. Giống như Lona của tôi, cô ấy đi shopping, thích chỗ đông người chen chúc. Thấy người ta mua cô ấy cũng mua, hoàn toàn không quan tâm bản thân có cần không. Điều này có liên quan gì tới thủy dân cát? Có chứ, đó là đặc điểm lớn nhất của người Singapore, sợ thua. Quản lý Chung, mấy giờ rồi, có ai đến không? Tôi làm việc thì anh cứ yên tâm. Tôi đã nói với Lễ Tân rồi, đợi chút nữa sẽ có người tới viết số. Còn những cái khác cứ để tôi lo. Quản lý Chung, mọi thứ chúng tôi đã chuẩn bị xong. Đi thôi. Thế nào? Bro, tới rồi. Mấy giờ rồi, sao bây giờ mới tới? Hôm qua chúng tôi còn làm ca đêm, tan ca một cái là phi tới đây luôn. Vậy là nghĩa khí lắm rồi, anh còn ngụy biện. Này, go go go. Sao toàn là đàn ông vậy? Nam, cuối cùng em cũng tới rồi. Xếp hàng. Luna, chúng tôi tin cô cho nên mới tới. Cô nói xếp hàng một lần được 50 tệ. Yên tâm đi cô. Cô gì mà cô, à chị đẹp. Tôi lấy danh dự đảm bảo, tiền chắc chắn có. Tôi nói cho cô biết, lần này mà không có tiền, tôi nhất quyết không về đâu. Yên tâm đi, làm việc trước cái đã. Mau lên. Quản lý Chung, anh thấy biểu hiện của tôi như thế nào? Vở kịch này mới diễn được một nửa, có thành công hay không phải xem đoạn sau. Cứ chờ mà xem. Nhớ lại xem nha. Được rồi, sau này có cơ hội nhớ gọi tôi. Thấy chưa, làm với tôi kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu có cơ hội nhớ tìm tôi nha, lần sau lại tìm tiếp. Tạm biệt. Đi thôi. Đếm kỹ đi, chút nữa tôi đưa cho bro của tôi. Không phải tôi đã nói với anh là chỉ cần xếp hàng lấy thông tin là đi được rồi à? Đừng có ký hợp đồng, ký một phát là mấy trăm ngàn có biết không? Khoan đã, đó không phải người của chúng ta. Vậy có nghĩa là thật sự có người tới mua nhà? Lần này chúng ta thuận lợi kiếm được nhiều tiền, chắc chắn có liên quan tới lần trước tôi đi lễ ở Thái Lan. Vậy nên lần sau chúng ta chắc chắn phải cùng nhau đi lễ. Tôi nghe đồn Hồng Kông là thế giới náo nhiệt, bên đó có đại gia. Chúng ta có nên đi xem minh tinh không? Có gì mà xem, mọi người đừng cãi nữa. Tôi thấy nên đi Genting là tốt nhất. Genting cái gì? Đúng rồi, đi Thái vui hơn. Chúng ta vẫn còn có tiền, chúng ta cầm tiền đi Hồng Kông kiếm tiếp. Đúng rồi. Không, tôi muốn đi Hồng Kông ngắm minh tinh. Anh ta lạnh cả của anh, đương nhiên ủng hộ anh ta rồi. Tôi nói đi Thái Lan. Cô đi Thái Lan, chúng tôi đi Hồng Kông. Tôi đã bảo là đi Genting tốt hơn mà. Thật sự đi đâu cũng vậy, hiếm khi chúng ta có cơ hội đi du lịch. Đi chung đi. Xin chào cả nhà. Anam, đến đúng lúc quá. Chúng tôi đang bàn đi du lịch. Bạn đi đâu? Mọi người bạn đi đâu mà rơm rã như vậy? Anam à, cô hỏi con chuyện du lịch. Tôi nói đi Hồng Kông vui hơn. Đi Hồng Kông có gì vui chứ? Đi đâu cũng được. Tôi đã quyết đem số tiền kiếm được tiêu hết luôn. Hôm qua kiếm được 10.000, anh lại tiêu vào chỗ nào rồi? Cũng đi mua cổ phiếu à? Nhưng mà nếu thật sự có cổ phiếu ngon, kiếm tiền vẫn quan trọng hơn. Vẫn là bố vợ tương lai có tầm nhìn xa. Tuy nhiên, lần này không phải mua cổ phiếu, mà là mua thủy dân cát. Thủy dân cát là cái gì? Thủy dân cát là căn hộ cao cấp của CNO. Tôi vừa ở hội chợ về, phản ứng của mọi người rất tốt. Do đó, tôi thấy có giá trị đầu tư. Tôi đã đặt mua trước 2 căn hộ. Sao anh lại làm như vậy? Tôi chỉ đưa tiền cho anh mua cổ phiếu thôi, sao lại mua chung cư? Căn hộ người ta đắt đỏ, vài trăm một căn. Cậu có một chục mà đòi mua 2 căn. Vậy thì chết rồi. Con hoàn toàn không có kinh nghiệm đầu tư bất động sản. Lỡ thua thì sao? Nghe tôi nói, thật ra đầu tư cổ phiếu, bất động sản đều giống nhau, đều dựa vào tầm nhìn. Giá nhà ngày nào cũng tăng, người mua nhà vẫn mua, chẳng ngại gì. Tại sao? Vì họ nghĩ nhà có thể giữ giá. Thêm nữa, thủy dân cát, vị trí đắc địa, gần trường danh tiếng, siêu thị, ga điện ngầm, hẳn là mục tiêu đầu tư tốt cho người muốn lướt sóng.
Thêm nữa, thị trường bất động sản đang sôi động, biết đâu chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn cả đầu tư cổ phiếu. Vậy thì anh cứ làm đi. Anh có thể kiếm được tiền, tôi cũng đầu tư, kiếm hơn cả cổ phiếu à? Đúng rồi, đây đây đây, mọi người coi. Thật sự có thể đầu tư sao? Đương nhiên rồi, em nói cho chị nghe, căn hộ khách hàng VIP đợt tiếp theo, mỗi căn ít nhất tăng 20.000. 20.000. Một căn 20.000, hai căn 40.000, ba căn 60.000, chả mấy thì giàu to rồi. Vậy phải mua nhiều một chút mới được. Mình làm gì có tiền, vừa rồi còn la làng lên, bây giờ nghe thấy có tiền là đổi giọng ngay. Đúng là gió chiều nào theo chiều đó, đúng là tính cách của anh. Vậy anh có tiền không? Anh ấy nói đúng mà, tôi bán thịt heo mấy chục năm, cũng không bằng đầu tư cổ phiếu, ở nhà kiếm tiền. Thật tốt quá đi, nói chí phải, chúng ta phải cảm ơn thần tài Ngưu Sa Thủy. Chưa ăn cơm chứ gì? Tôi mua gạo quay vịt quay tới cho mọi người ăn thêm. Chú Thuận, mồi ngon tới rồi. Khách sáo gì chứ, cùng nhau ăn đi. Để bác ra lấy thêm bát đũa. Để con. Được rồi, được rồi. Tập đoàn Kim Trung quả là không đơn giản. Mỗi lần công ty ra mắt cái gì mới là y như rằng cung không đủ cầu. Xem ra anh Trung đúng là kỳ tài kinh doanh. Mọi người là họ hàng, sao không kiếm nhà to mở? Thực ra hai người mở lời với anh ấy, có khi còn được cho nguyên một căn to không chừng. Có cho bác cũng không thèm. Đi về ngay, ra ngoài. Ra ngoài đi. Bác làm gì vậy, để con tự đi, ra ngoài. Kỳ cục vậy, có gì ghê gớm đâu chứ. Không có nhà bác, con không vào được tập đoàn Kim Trung hả? Nói cho bác biết, Thái Quý Nam con sẽ có cách. Cầm lấy đồ ăn về luôn đi. Bị điên rồi hả? Anh uống cà phê không? Chuyện gì mà vui vậy? Trên báo có chuyện gì à? Thủy Dân Cát đợt một ra mắt phản ứng rất tốt. Người đăng ký mua nhà xếp hàng dài, ngày nào cũng có quảng cáo. Tiếp tục như vậy, đến đợt tiếp theo mỗi mét vuông sẽ tăng 100 đồng. Em xem anh sẽ kiếm được bao nhiêu. Khánh Đường làm rất tốt. Em biết nó có năng lực, tính tình lại thật thà. Chỉ cần anh yên tâm giao cho nó, chắc chắn sẽ làm tốt. Việc công ty anh nắm rõ. À phải, đây là chi phiếu 100. Trước đây không phải nói cô nhi viện cần tiền quyên góp sao? Cầm lấy. Anh Trung mà, có thư từ Mỹ. Hiệu quả tốt ghê. Không phải Hàn Vũ Phi không ưa anh sao? Sao lần này cô ấy lại đưa tin về anh? Con người sẽ thay đổi, nhất là đàn bà. Em có biết không, trái tim phụ nữ rất dễ chinh phục. Cậu giỏi thật, mới thăng chức lên tầng 29 luôn à? Phải, công ty chúng ta thường không ai thăng chức 3 bậc liên tiếp. Cậu giỏi thật. Tổng giám đốc, chúng ta đều là chung một công ty, có thời gian thì chiếu cố nhau. Để tôi. Trong công ty chúng ta, vị trí cao thấp của văn phòng được sắp xếp theo vị trí mỗi người trong đồng sếp. Tầng 30 không cần nói đến, cả tầng này do sếp dùng. Tầng 29 chính là văn phòng của tôi. Văn phòng của anh ở tầng 12. Vào đi. Tổng giám đốc, tài liệu anh cần đều ở đây. Cảm ơn cô. Không cần khách sáo. Thật ra tôi rất vui vì anh thăng chức tổng giám đốc nhanh như vậy. Thật lòng mà nói, nếu lần này không có cô, chuyện này cũng không suôn sẻ. Hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác. Tổng giám đốc, mọi người dễ tính như vậy, chắc chắn sẽ dễ làm với nhau.
À phải, anh hài lòng với thiết kế văn phòng này chứ? Nếu có gì cần thay đổi, cứ nói với tôi một tiếng. Rất tốt, tôi rất hài lòng. Ở đây chúng tôi, ngoài phòng làm việc của sếp, thì phòng của anh là được bày biện tốt nhất. À phải, tài liệu của Jack ngày trước đều ở đây à? Vì phải tiếp quản công việc, nên có tài liệu nhiều một chút sẽ tốt hơn. Tôi kiểm tra rồi, tất cả đều ở đây. Được rồi, cô có thể ra ngoài. Được rồi, tôi đi trước. Chào anh. Cái gì? Bán vũ khí. Nhưng mà chuyện bán vũ khí rõ ràng không còn là bí mật gì mà. Tôi biết, nhưng đó là chuyện của ngày trước. Anh Dương, nhưng mà cuộc phỏng vấn này anh đã hứa với tôi rồi, hả? Alo. Alo. Là tôi. Sao lại là anh? Hình như cô không vui khi nghe thấy giọng tôi. Sao vậy? Muộn vậy rồi, vẫn còn ở công ty à? Anh tưởng anh là sếp của tôi sao? Giờ tôi lãnh lương thì nhất định phải làm việc. Đâu giống một số người, thích thế nào thì làm thế nấy. Mùi thuốc súng nặng ghê. Ai đắc tội với cô vậy? Có nhớ tôi không? Nhớ anh thì làm sao? Nếu cô nhớ tôi thì tôi có thể xuất hiện ngay. Có phải anh muốn chọc cười tôi không? Được rồi, tôi cho anh xuất hiện. Vậy quay đầu lại đi. Sao mấy ông lớn này khó chịu quá vậy? Toàn gọi điện vào phút chót, không càm ràm viết không hay, thì lại nói nội dung nhạy cảm không được đăng, kêu chúng tôi nước tới chân thì nhảy kiểu gì, làm sao kịp bổ sung. Đúng là quá đáng. Chúng tôi cũng có lo lắng riêng. Nếu cô không muốn hầu hạ các đại gia, thì có suy nghĩ tới chuyện phục vụ một đại gia không? Câu hỏi này của anh hơi khó nha. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Được rồi, ăn xong bữa ăn này đi. Nhanh như vậy à? So với những người khác, tôi đã nhẫn nại với cô nhất. Bao gồm cả thuộc hoài. Đã đến đông đủ chưa? Đông đủ hết rồi. Tốt. Hôm nay tổ chức cuộc họp đặc biệt. Thật ra cũng không có gì, chỉ là tôi muốn giới thiệu với mọi người cô Hàn Vũ Phi. Cô ấy sẽ đảm nhiệm vị trí cố vấn tài chính cao cấp của chúng ta. Tôi rất vui khi trở thành một phần của tập đoàn Kim Chung. Hy vọng tôi và mọi người hợp tác vui vẻ trong tương lai. Đây là Chung Khánh Đường. Cậu ấy vừa trở thành giám đốc của chúng ta. Mọi người đã gặp qua cô Hàn, rất vui khi cô gia nhập. Đây là các trưởng phòng của chúng tôi. Mọi người từ từ giới thiệu. Được rồi. Nhớ nhanh chóng chuẩn bị một bộ tài liệu cho cô Hàn. Văn phòng của cô Hàn sẽ sử dụng văn phòng tầng 29 của chú. Sau đó chú dọn xuống tầng 28. Vậy nha. Cô Hàn, hôm nay trước khi tan làm, tôi sẽ dọn dẹp văn phòng cho cô. Không cần vội. Xin chào cô Hàn, tôi là Lewis. Tôi là Francos. Xin chào. Sau này có gì giúp đỡ, chào. Trước giờ tập đoàn chúng ta, ngoài sếp lớn thì chức vụ cao nhất chính là tổng giám đốc. Sao tự dưng lại xuất hiện một cố vấn yêu cầu dọn xuống tầng 28? Đúng là quá bất công. Cô Hàn đó không biết từ đâu mà ra. Không biết có khó chịu không nữa. Cô yên tâm. Xem ra cô Hàn này không khó chịu. Nếu như sếp nào cũng thấu tình đạt lý giống như vậy thì tốt rồi. Hay là tôi xin chuyển làm với anh luôn? Vậy thì tôi không cần lo lắng nữa. Cô đừng có ngốc.
Trước kia cô là thư ký tầng 29, giờ xin điều xuống tầng 28, khác nào giáng chức. Sao phải như vậy? Nói thì là như vậy, nhưng mà sếp tốt khó tìm. Tôi thà giáng chức còn hơn đánh mất một sếp tốt. Tôi quyết định rồi, ngày mai tôi sẽ xin điều chuyển. Này anh Trung à, giờ trên dưới công ty đều bàn tán về mối quan hệ giữa cô Hàng và ông chủ. Có người còn nói lần này anh ấy là nghiêm túc. Nếu đúng là như vậy, chị Trung phải làm sao đây? Celia, đây là chuyện nhà người ta, cô bớt không hớt đi. Được rồi, vậy tôi giúp anh dọn đồ. Được rồi. Cái quạt hỏng rồi, sửa làm cái gì? Được rồi ba, ba đi ngủ trước đi. Tên Trung Khánh Sinh khốn kiếp, cả ngày đi tới đi lui, vui giận thất thường. Còn nữa, con bé Hàng Vũ Phi kia rốt cuộc lại một con hổ đi, một con sói tới. Hàng Vũ Phi liệu có ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta không? Ba, binh pháp tôn tử, không đánh nếu không thắng chắc. Khi không thích hợp để tấn công, chuyển sang phòng thủ. Nói vậy không đúng, có đôi khi phụ nữ thông minh và độc ác hơn cả đàn ông. Nếu Hàng Vũ Phi là tay sai của tên khốn đó, thì con phải đặc biệt cẩn thận. Không được trọng dụng không có nghĩa là không còn cách tiếp cận. Cô Hàng à, màu sắc của sofa đã đổi theo ý của cô. Cô có hài lòng không? Tôi hài lòng, cảm ơn cô. Gu thẩm mỹ của cô Hàng đúng là không có gì để nói. Cô xem, màu sắc và thiết kế làm cho cả văn phòng sang trọng biết bao nhiêu. Cô Hàng à, cô mới đến đây chưa lâu, đừng vội xem tài liệu. Sau này có thời gian. Anh biết không, kinh doanh là tranh thủ từng giây. Nếu mọi người đều không nỗ lực, rất có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội. Đúng, Francis, chúng ta đừng làm phiền cô ấy. Chúng ta ra ngoài trước. Cô Hàng à, nếu có chuyện gì thì nói chúng tôi một tiếng. Cô Hàng à, chúng tôi ra ngoài trước. Sao đi vội như vậy? Anh không thấy à? Làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của người ta, còn không đi là ăn đủ. Xem ra Hàng Vũ Phi này đúng là không đơn giản. Sau này phải cẩn thận hơn một chút, không chừng còn mất việc, sống không yên ổn. Vào đi. Cô Hàng. Khánh Đường là cậu à? Đây là tất cả tài liệu gần đây, bao gồm cả kế hoạch của năm nay. Để cậu đích thân mang đến, thật ngại quá. Sao có cả báo cáo sale? Tôi qua chỗ họ mấy lần, họ nói ngày kia mới làm xong báo cáo tháng trước cho tôi. Vậy à? Mấy báo cáo cơ bản như vậy dễ làm thôi, chỉ cần thống kê lại số liệu là xong. Sao mấy thứ này mà cậu cũng cần tự làm, không phải giao cho phòng kế toán à? Vì cuối tháng mọi người hơi bận, cái gì làm được thì tôi làm giúp, không sao hết. Nhưng mà cậu làm như vậy là chiều hương nhân viên. Phân biệt nhân viên cái gì chứ? Mọi người đều cố gắng vì công ty mà. Được rồi, lần sau anh gọi điện, tôi kêu thư ký của tôi qua lấy. Được rồi, cô làm việc đi, tôi ra ngoài trước. Em nghĩ tập đoàn Kim Trung dạo này phát triển như thế nào? Về cơ bản, 2 năm nay, phát triển kinh doanh của Kim Trung rất tốt. Nhưng mà có 2 điểm, nếu cải thiện được thì sẽ càng tốt hơn. 2 điểm nào? Đầu tiên chính là mấy anh kiểm tra cách thức quản lý của mấy anh. Kiểu quản lý theo hình kim tự tháp vào thời điểm này đã không còn phù hợp. Đặc biệt là trong cấu trúc kinh tế hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, công ty của mấy anh cần phân bổ hiệu quả hơn nhân lực, vật lực và tài chính. Bằng cách này có thể tránh lãng phí thời gian.
Điểm thứ hai là chất lượng nhân viên. Những người có phẩm chất đạo đức kém về căn bản không nên ở lại công ty, bởi điều này sẽ làm giảm tinh thần của nhân viên. Do đó công ty của mấy anh cần đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên một cách có hệ thống trước. Tuy nhiên đối với anh mà nói, anh không cần phẩm chất đạo đức, anh chỉ cần họ có thể kiếm tiền được là được rồi. Nhưng mà một nhân viên có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt không phải tốt hơn sao? Dân tất nhiên. Nhưng mà tìm ở đâu? Có chứ, một người. Ai? Khánh Đường. Khánh Đường à? Em hiểu nó được bao nhiêu? Đúng, em không hiểu cậu ta. Nhưng mà em nhận thấy cậu ta là một người rất tử tế. Mặc dù là giám đốc của công ty, nhưng mà cậu ta luôn tự mình thực hiện mọi chuyện. Hơn nữa, không phân biệt lớn nhỏ, mà chuyện gì cũng rất cẩn thận, còn xử lý vô cùng hoàn hảo. Mang về xem xét kỹ lưỡng, rồi làm kỹ một chút. Sau đó, anh sẽ gọi ba đối tác tới để họp, rồi mới quyết. Nếu kế hoạch thành công, kiếm được nhiều tiền. À phải, phản ứng của đợt 2 dự án như thế nào? Vô cùng lý tưởng, đã bán được 95%. Em nghĩ số còn lại sẽ bán hết nhanh thôi. Cậu làm rất tốt. Anh không được vào. Tôi đã nói anh không được vào. Anh Trung, anh còn nhớ tôi không? Tôi biết cậu ta. Anh Trung à, tôi đã chờ anh rất lâu rồi. Chỉ cần cho tôi 3 phút, 3 phút là đủ. Anh nói đi. Tôi tới đây để nói với anh, tôi là một nhân tài, anh nên chọn tôi. Tôi nói rằng tôi là nhân tài không phải là không có căn cứ. Về năng lực, tôi đã có chứng chỉ kinh tế. Về kinh nghiệm, tôi đã có quỹ Ngưu Sa Thủy. Nửa năm nay, tôi đã biến số tiền của quỹ chúng tôi từ 50 lên 150. Tỷ suất lợi nhuận là 200%. Tôi tin rằng nếu được tuyển dụng thì tôi cũng có thể giúp tập đoàn có được thành tích này. Đây là lý do tôi có thể tuyển anh à? Không phải, còn có. Anh cũng biết, suốt thời gian qua, anh là thần tượng của tôi, là mục tiêu phấn đấu của tôi. Tôi không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ một cuộc phỏng vấn nào của anh trên tạp chí. Tôi nhớ rằng trong số ra mới nhất, anh có nói tất cả nhân viên của công ty đều là những người ưu tú. Anh hoàn toàn không cho phép những kẻ tầm thường tồn tại. Anh còn nói, chỉ cần có năng lực thì ai cũng có thể tìm tới anh. Tôi soi gương mỗi ngày, tôi thấy mình rất giống anh. Bởi vì anh không tốt nghiệp đại học, tôi cũng không tốt nghiệp. Anh cũng khởi nghiệp ở độ tuổi này, và kết quả anh đã thành công. Tôi tin tôi cũng có thể. Nói rất hay. Rất nhiều người nói năng hùng hổ, nhưng mà lại không làm được gì. Miệng lưỡi giỏi không đồng nghĩa với việc là có năng lực. Mỗi ngày có cả tá người viết thư tới công ty của tôi, muốn nghiêm túc xin làm việc. Trong đó có rất nhiều người là du học sinh, tốt nghiệp ngành kinh tế, thạc sĩ cũng có. Anh nghĩ xem, anh dựa vào cái gì mà muốn tôi từ bỏ những nhân tài này mà tuyển một người ngày ngày chỉ biết soi gương? Anh Trung à, người này anh không thể tuyển. Anh xem, tem cũng dán ngược. Làm ngành tài chính, đầu óc phải minh mẫn, tư duy tỉ mỉ. Đúng là anh ta đọc rất nhiều sách, nhưng mà ngay cả việc dán tem là chuyện nhỏ, anh ta cũng làm không tốt. Vậy làm sao có thể làm đại sự được? Như vậy là đủ lý do loại bỏ anh ta rồi. Tôi đã biết câu trả lời rồi. Cảm ơn anh đã dành 3 phút cho tôi. Cảm ơn anh. Tạm biệt. Ở đây chúng tôi bắt đầu làm việc từ 9 giờ sáng mỗi ngày. Tan làm sau khi sàn chứng khoán đóng cửa. Không được phép tự ý nghỉ sớm hay tới muộn. Ngày mai bắt đầu làm việc. Nhưng mà tôi cho anh thời gian 1 tháng. Anh phải chứng minh những lời anh nói. Không cần 1 tháng, 1 tuần là đủ rồi. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Thank you very much. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh.
đáng yêu ghê. Cảm ơn. Tạm biệt. Ở đây chúng tôi bắt đầu làm việc vào lúc 9 giờ sáng. Tan làm khi sàn chứng khoán đóng cửa. Không được phép tự ý nghỉ sớm. Ngày mai bắt đầu làm việc. Nhưng mà tôi chỉ cho anh thời gian một tháng. Anh phải chứng minh cho tôi biết anh thật sự có năng lực. Ông Trung à, không cần thời gian một tháng. Một tuần là đủ. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Thank you so much. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Đáng yêu ghê. Thái Quý Nam, anh cũng lắm trò quá chứ. Đương nhiên. Cảm thấy áp lực hả? Anh có đối thủ rồi, Lão Quỳnh. Tan ca đi uống một ly, được chứ? Muốn hối lộ tôi à? Không đi thì thôi. Không nói ở đâu, làm sao tôi biết? 6 giờ, đợi tôi ở quán Nam Hải, đường Ngô Tiết. Ok. Ai trả tiền? Thôi, anh thua chắc rồi. Nãy cô bán rau vừa hỏi tôi hôm nay có phù hợp để kết hôn không. Xem ra anh hết hy vọng rồi. Đừng có đau lòng. Không biết ai hết hy vọng. Vừa rồi cô ấy còn hỏi tôi tiệm váy cưới nào tốt hơn. Tôi thấy anh chuẩn bị nhận thiệp đi. Giỡn gì vậy? Anh nghĩ cô ấy ưng anh ở chỗ nào? Anh coi, cô ấy đang chọn cà vạt cho tôi đó. Chưa từng nghe bán gà còn phải thắt cà vạt. Tôi cũng chưa từng thấy ai bán quà mà thắt cà vạt. Anh muốn biết thì hỏi cô ấy đi. Hỏi thì hỏi. Cô bán rau. Vừa hay, anh xem giúp tôi cái nào đẹp hơn. Cái này dĩ nhiên đẹp hơn. Không, tôi thấy cái này. Đừng có động đậy, để tôi xem. Tôi đeo cái nào cũng hợp. Mua cả hai luôn. Mua cả hai luôn. Làm gì mà la làng vậy? Tôi thấy hai cái không đủ, phải mua thêm vài cái. Còn muốn mua thêm vài cái. Nè cô bán rau, ở Ba Sát không cần đeo cà vạt đâu. Người ta cười cho đó. Đúng. Ở Ba Sát. Điên à. Ở Ba Sát đương nhiên không cần đeo. Tôi mua cho em trai tôi. Nó đi làm công ty lớn mà. Em trai. Quý Nam đeo nhiều như vậy à? Đeo nhiều như vậy làm gì chứ? Dù sao cũng chỉ có một cái cổ. Mua nhiều như vậy còn chưa đủ. Đồ nó mặc không thể thua kém người ta. Tôi còn phải mua áo sơ mi cho nó. Vừa rồi cô ấy còn hỏi ý kiến của tôi. Xem ra cô ấy tin tưởng tôi hơn. Anh nhầm rồi, cô ấy cũng hỏi tôi mà. Cô ấy cũng tin tưởng tôi vậy. Anh có chỗ nào tốt chứ, chậm chạp nhu nhược. Vậy còn anh, vừa hôi vừa bẩn. Anh đừng có nói như vậy, tôi có nói sai sao? Anh muốn đánh nhau chứ gì? Được rồi, đánh thì đánh. Hai người làm gì vậy, muốn đánh nhau à? Chỗ này để mua sắm, đi thôi. Đừng có như vậy, tôi cảnh cáo anh đó. Nào, thử xem đi. Không muốn, không muốn. Thử xem đi mà. Không phải em không thích quần áo và cà vạt chị mua. Chẳng qua là không có hợp với em. Không hợp cái gì? Cậu coi cà vạt này, đô la Mỹ đó. Cậu phải đeo nhiều mới kiếm được tiền. Chị không có hiểu biết cái gì hết. Chị thấy thần tượng của em mặc quần áo có lè loẹt như vậy không? Còn thắt cà vạt loại này nữa. Buồn cười chết được. Anh ta già hơn cậu, muốn lè loẹt cũng đâu có được. Cái này không liên quan gì tới tuổi tác. Được rồi, chị ra ngoài đường xem. Có ai đi làm ăn mặc lè loẹt như vậy không? Buồn cười chết được. Vẫn là Luna hiểu em hơn chị. Đồ dại gái. Cái gì cũng bạn gái là nhất. Bạn gái cái gì cũng tốt, được chưa? Được rồi, đừng như vậy mà. Cả Ba Sát này đều biết em với chị là chị em ruột. Em từng nói với Tiểu Thất, nếu một ngày nào đó em giàu lên, em sẽ mua hai căn biệt thự. Một căn cho chị ở, một căn cho chị thuê lấy tiền. Thôi không cần phải nói nhiều như vậy. Ok, chị không tin thì thôi. Cậu tưởng tôi vì chuyện này mà giận à? A Nam, tôi thật sự đã hỏi giúp cậu rồi. Nhiều người nói năm nay kết hôn là tốt nhất. Hay là hôm nào chúng ta qua nhà chú bác bàn chuyện sính lễ. Chị bị điên rồi. Sự nghiệp của em vừa mới bắt đầu đã kêu em kết hôn. Chị tự lấy đi. Có hai người cho chị chọn đó. Chị hả? Hai người nào? Ý cậu là mấy người Hạo Liên à? Tính như đàn bà, càm ràm. Gặp nhau là cãi nhau, phiền chết được. Cậu kêu tôi tùy tiện gả cho người ta như vậy à? Một người đàn ông quan trọng nhất là phải có đầu óc, có bản lĩnh. Giống như em trai của chị vậy. Có tiền hay không là thứ yếu.
Nhưng mà nếu chị không tìm được thì sao? Thì không lấy chồng, chờ em trai yêu quý của tôi nuôi tôi cả đời. Em có quyền lựa chọn không? Cậu muốn chết à? Đừng mà. Em nuôi. Như vậy mà coi được à? Xin chào. Đi làm may mắn nha. Anh à, chờ một chút. Em có chút đồ cho anh nè. Anh đang vội đi bắt xe buýt. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm, bắt xe buýt cái gì? Ngồi taxi đi, em gọi giúp cho anh. Anh à, tới tòa nhà Kim Trung. Nhớ ăn sáng nha. Được rồi, ok, bye bye. Ở đây chờ, đừng có đi lung tung. Ok, thank you. Quý Nam, theo tôi. Đây là chỗ ngồi của cậu. Không có chuyện gì, đừng có tìm tôi. Này, hello. Xin chào, tôi là Thái Quý Nam. Xin hỏi, xin lỗi tôi bận lắm. Anh làm việc đi. Hello. Xin hỏi, xin lỗi tôi phải nghe điện thoại. Anh muốn rút tiền à? Được rồi, không thành vấn đề. Alo, Thái Quý Nam xin nghe. Alo, thẩm mỹ viện Mỹ Lệ đúng không? Tôi muốn hỏi giảm béo thì chi phí như thế nào? Không cần giảm béo, mập mới tốt. Đồ thần kinh. Mời vào. Tôi biết anh chưa ăn cơm. Tôi có mua hai hộp, chia đôi mỗi người một nửa. Dạo này sao rồi? Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cảm thấy như thế nào? Đừng nói nữa, tôi đang tức anh ách. Sao vậy? Tất cả mọi người ở văn phòng bận rộn tới mức không có thời gian đi vệ sinh, lại không ngó ngàng tới tôi. Máy tính tôi còn không biết dùng, tôi cũng không có khách hàng. Dù sao tôi cũng đang nắm quỹ Ngưu Sao Thủy mà. Không cần quán trách sớm như vậy. Thực ra cái anh cần làm là ghi nhớ tên của tất cả cổ phiếu niêm yết. Những gì khác không cần phải vội. Nhưng mà tôi thật sự không biết dùng máy tính. Là chuyện nhỏ thôi. Tốt, còn lại thời gian ăn trưa tôi sẽ dạy cho anh, sẽ quen nhanh thôi. Không tốt đâu, giờ ăn trưa thì nên ăn trưa. Anh dạy tôi như vậy, nếu anh thật sự muốn dạy tôi thì tôi không khách sáo đâu. Dạy tôi trước đi. Bây giờ mua cổ phiếu thật sự rất dễ dàng, rất nhiều người mua, kiếm tiền rất dễ. Cô không tin thì qua hỏi cô Susan bán đậu phụ đi, cô ấy kiếm được rất nhiều tiền đó.
Phải, dòng ngọc phỉ thúy trên người tôi, tất cả đều kiếm được từ việc mua cổ phiếu. Thật sao? Tôi không biết gì còn không biết chữ. Không phải vội, tìm một người môi giới là được. Đây là danh thiếp của em trai tôi. Cô có thể tìm nó học kinh tế. Nếu dễ kiếm như vậy, cô đâu cần ở đây bán rau. Cổ phiếu là gì tôi không hiểu. Andy à, đừng có nói như vậy. Tốt thì tôi mới giới thiệu cho mấy cô. Đây là một khoản đầu tư dài hạn, gọi là tiền để ra tiền, có hiểu không? Con bé nói đúng đó. Thực ra mua cổ phiếu cũng khá đơn giản. Nghĩ là bà đầu tư một số tiền vào một công ty. Công ty đó kiếm tiền cũng đồng nghĩa với việc bà kiếm tiền. Bây giờ ba sát đều mua hết. Ai trước đây cũng nói là không hiểu, bây giờ nói như chuyên gia rồi. Đúng đúng đúng. Chú hết tiền lẻ rồi, cho chú mượn đi. Có, chú cần bao nhiêu? Đủ không? Đủ rồi, chú trả lại sau nha. Rau của cô bao nhiêu tiền? Rau này à, 1 đồng 2. 1 đồng nha. Được rồi, 1 đồng thì 1 đồng. Cho cô thêm chút hành nữa. Cô phải nhớ em trai tôi bán cổ phiếu là bột mì Hồng Ti, là một tập đoàn lớn tôi mới giới thiệu cho anh. Bột mì Hồng Ti không chỉ là bột làm bánh, mà còn là một tập đoàn lớn. Đúng, tôi dự đoán giá của nó sẽ tăng cao. Cái gì? Giảm giá à? Anh nghĩ đang mua rau ở chợ à? Đây là sàn giao dịch chứng khoán mà. Tặng quà, giấy vệ sinh anh có muốn không? Đồ điên. Trời ơi, chịu không nổi mấy cái người này. Đúng là tức chết đi mà. Hai. À phải, chị à, vừa nãy tôi đi qua phòng hội thảo, tôi thấy một cái gì đó về diễn đàn triển vọng đầu tư cổ phiếu cho tương lai. Tôi muốn biết ai là người chủ trì. Làm gì? Người thuyết trình là ai quan trọng với cậu lắm mà. Vì tôi hứng thú với hạng mục này, từ trước tới nay tôi rất quan tâm. Còn có việc phân tích xu hướng thị trường. Cô có nhận được tài liệu nào liên quan không? Cậu có hứng thú thì có thể tới nghe, dù sao cũng miễn phí. Không, tôi không muốn nghe, tôi muốn làm diễn giả. Cái gì cậu giỡn à, cậu nghĩ mình là ai? Diễn giả phải có tầm cỡ, đi soi gương lại bản thân mình đi. Tôi có năng lực mà, cậu không biết tự lượng sức. Diễn giả của chúng tôi đều là tiến sĩ hoặc thạc sĩ, trình độ của người ta đủ đè chết cậu. Cậu đi xem người ta còn không xứng, còn ở đó mơ mộng làm diễn giả, kiếp sau đi. Lớn tuổi là có quyền lên mặt hả? Đúng là không có mắt mới coi thường thái quý nam tôi. Thạc sĩ Lý, xin ông hãy chia sẻ về xu hướng thị trường chứng khoán trong tương lai. Cổ phiếu điện tử chủ yếu đầu tư ở nước ngoài, dễ bị ảnh hưởng bởi thị trường quốc tế. Về mặt lý thuyết, nếu thị trường tốt thì thị trường chứng khoán sẽ tăng. Ngược lại, nếu kinh tế không tốt thì thị trường chứng khoán sẽ giảm. Vậy anh Mã, anh có ý kiến gì về quan điểm này hay không? Về biến động của kinh tế quốc tế, khách quan mà nói, chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khách quan như chính trị, luật pháp quốc gia, vân vân. Vì vậy, về mặt khoa học, biến động kinh tế năm sau sẽ ảnh hưởng đến triển vọng tương lai của thị trường chứng khoán. Do đó, cần chú ý nhiều hơn. Vậy ông có thể chia sẻ thêm một chút, theo ông, ngành nào hiện nay có tiềm năng phát triển nhất? Về cơ bản, mỗi ngành đều có tiềm năng phát triển. Quan trọng nhất là phải nắm bắt thời điểm phát triển, nhìn xa trông rộng, nhanh nhạy nắm bắt cơ hội và hành động khi thời cơ đến, chắc chắn sẽ gặt hái thành công. Có lộn không vậy? Cái gì mà cơ bản? Ai lại nói những lời lý thuyết nhảm nhí như vậy chứ? Nói ra cũng như không. Vậy ba vị đây, không phân tích cho mọi người nghe thì thái quý nam tôi sẽ phân tích cho mọi người nghe. Chuyện gì vậy? Cậu ta là ai vậy? Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán địa phương đã phát triển mạnh mẽ trong 2 năm qua. Xu hướng tương lai sẽ chịu ảnh hưởng bởi 3 yếu tố chính. Thứ nhất là xu hướng kinh tế và thương mại của Nhật Bản, một cường quốc kinh tế. Thứ hai là chính sách kinh tế mở cửa của Trung Quốc sau khi con rồng thức tỉnh. Thứ ba là niềm tin và huy động vốn của các nước trên thế giới vào Singapore. 3 điểm này tôi sẽ phân tích chi tiết cho mọi người nghe. Ok, tuy nhiên tôi muốn nhắc nhở mọi người, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng cao. Mọi người phải học cách an cư lạc nghiệp trong lúc thuận lợi, phòng xa hơn chống gần. Hay lắm. Anh gì ơi, xin hãy chia sẻ về thị trường tương lai sẽ ra sao. Câu hỏi rất hay. Những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của máy tính và công nghệ có lợi cho ngành công nghiệp nhưng mà cũng có hại. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng cần chia sẻ rủi ro, đừng mang tất cả hàng hóa đi bán. Này, tôi có làm gì sai đâu. Này, đưa tôi ra ngoài làm gì? Buông tôi ra, tôi đang ở đây nói chuyện mà. Buông ra. Tôi nói có căn cứ mà, buông tôi ra. Anh Châu,
cậu này tự cao tự đại, bất chấp quy tắc, tự ý rời khỏi phòng họp và phòng hội thảo. Người này có hành vi ngang ngược như vậy, công ty chúng ta chứa không nổi. Người nên bị sa thải không phải tôi, mà là Lý Khách Cơ. Ai là Lý Khách Cơ? Chính là mấy người này. Chỉ biết lý thuyết, khách quan, cơ bản. Người ta yêu cầu họ phân tích cổ phiếu, họ chỉ nói có thể một cách mập mờ, hoàn toàn vô trách nhiệm. Anh bảo xem họ có nên bị đuổi không? Anh Trung à, hai vị ra ngoài trước. Được rồi anh Trung, chúng tôi đi trước. Được rồi, vậy anh nói xem nên như thế nào? Rất đơn giản, ba chữ: nhanh, đoản, mệnh. Chính là trong khoảng thời gian ngắn nhất, nhanh chóng đạt được mục tiêu, tìm ra những cổ phiếu kiếm tiền nhiều nhất, mua mạnh kiếm nhiều. Nhanh, đoản, mệnh, khá thú vị. Nhanh, đoản, mệnh, không tệ. Nhưng mà anh còn thiếu một thứ vô cùng quan trọng. Đó chính là đầu óc tỉnh táo. Hình như vừa nãy anh đứng trước mặt người ngoài la hét om sòm, hoàn toàn không quan tâm tới hình ảnh của công ty. Sao tôi có thể yên tâm giao chuyện cho anh? Xin lỗi anh Trung, vừa nãy do tôi thấy quá mới mẻ nên tôi mới... Thôi bỏ đi. Mặc dù đây là khuyết điểm của anh, nhưng mà phong cách nhanh đoản mệnh của anh rất giống tôi. Tôi rất thích. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ là giao dịch viên cá nhân của tôi, chịu trách nhiệm mua bán tài khoản cá nhân của tôi. Nhưng mà anh Châu à, cậu ta còn chưa tốt nghiệp đại học. Vậy thì sao? Tôi cũng đâu có học đại học. Cô có từng nghe qua câu bất luận mèo đen hay mèo trắng, bắt được chuột là mèo giỏi? Nhân tài mà công ty chúng ta cần là người có thể kiếm tiền cho công ty. Biết chưa? Hiểu chưa? Anh Trung yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giúp anh kiếm tiền. Vậy tôi ra ngoài làm việc. Cô còn đứng đây làm gì? Nhanh, đoản, mệnh. Hay. Đã quá đi, bộ dạng vừa rồi của con mụ già đó đen kịch như mặt bao công, nhưng mà không làm được gì tôi. Anh Trung đó thật không hổ danh là thần tượng của tôi, biết cách dùng tôi. Vừa rồi ba tên Lý Khách Cơ đứng né vào một bên, anh có biết không? Tôi nói mãi mà anh không thèm hé môi. Anh muốn tôi nói sao? Chúc mừng anh à. Đúng rồi, Quý Nam, có vài điều tôi muốn nói, nhưng mà tôi sợ anh sẽ tức giận. Đừng có ậm ờ như vậy, cứ nói quạch toẹt ra đi. Anh muốn tìm cách thể hiện bản thân cũng tốt, nhưng mà sồn sồn lên như vậy thì anh không được. Bạn của tôi, anh nói như vậy là tôi không có tài à? Không phải, tôi cảm thấy anh quá mạo hiểm. Nhưng mà nếu không làm như vậy, làm sao thu hút được sự chú ý của anh ấy? Tôi nói cho anh biết, ông chủ của chúng ta không đơn giản như anh nghĩ. Đúng, những việc càng khó khăn đối với tôi càng có sức hút. Thôi bỏ đi, tóm lại, nếu không làm như vậy thì làm sao tôi có chỗ đứng? Anh đúng là không hiểu nổi. Anh nói như vậy thì Thái Quý Nam này cũng là có gan có chí, khả năng phân tích cũng tốt. Vậy nên anh mới cho hắn cơ hội giúp anh làm việc. Vậy là đúng rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh có biết công ty này có bao nhiêu Lý Khách Cơ không? Làm việc chỉ biết dân dân dạ dạ, muốn nói mà không dám nói, bởi vì họ toàn là mọt sách. Không phải, là do cách quản lý của anh có vấn đề. Cái gì? Liên quan gì tới anh? Về mặt quản trị học mà nói, cách quản lý của người làm chủ có mối quan hệ mật thiết với hiệu quả công việc của cấp dưới. Một ông chủ độc tài độc đoán giống như anh, chuyện gì cũng tự mình làm chủ, về lâu dài sẽ hình thành tính cách cấp dưới của anh dựa dẫm vào anh. Do đó họ không dám quyết đoán, sợ làm sai việc. Anh ta không như vậy. Vì anh ta là người mới, nếu như anh không thay đổi, sớm muộn gì anh ta cũng biến thành Lý Khách Cơ. Vậy anh phải làm sao? Ủy quyền toàn lực một số công việc phụ để cho họ tự làm. Như vậy anh sẽ không quá bận rộn. Thứ hai, anh cũng có thể tập trung mở rộng hoạt động kinh doanh khu vực tập đoàn Kim Trung. Đặc biệt là anh dự định cạnh tranh với các doanh nghiệp bên ngoài. Việc cần làm nhất là nuôi dưỡng một đội ngũ mạnh mẽ.
Để làm được như vậy, phải huấn luyện họ độc lập, tự chủ, sau đó giao việc cho họ làm. Như vậy mới có thể nâng cao hiệu quả công việc. Nói thì nói như vậy, nhưng mà trong công ty tìm được ai có thể tin tưởng? Trung Thánh Đường, cậu ta học tập nhanh, làm việc cẩn thận, hiệu quả công việc cao, rất có tiềm năng. Anh có thể ủy quyền một số quyền trao quyết định trong công ty cho anh ta. Anh chỉ cần kiểm tra là được. Yêu cậu anh làm điều này, có thể anh không chấp nhận. Hay là anh cho cậu ta thời gian một tháng để thử, xem cậu ta có thể đảm nhận nổi không. Em có chắc không? Trùng hợp vậy, cùng ngồi xuống uống trà đi. Thôi, lần sau nói chuyện sau. Chắc là anh ta còn chưa biết mối quan hệ của chúng ta. Đừng nói là anh ta, ngay cả em còn không biết quan hệ của em là gì với anh. Người họ Lâm này đang kinh doanh gỗ. Cổ phiếu của anh ta đã rớt giá vài lần mà vẫn còn tâm trạng ra ngoài uống trà. Đúng, gần đây cộng đồng quốc tế siết chặt việc khai thác gỗ trong một năm, vô hình chung ảnh hưởng đến sản lượng gỗ của anh ta. Trùng hợp, một khu rừng thuộc sở hữu của anh ta cũng bị thiêu rụi bởi sét đánh, giá cổ phiếu giảm mạnh. Tuy nhiên, điều phiền toái nhất là anh ta sinh hai đứa con trai, vào lúc này lại trở mặt đòi chia nhà. Vậy à? Thiếu gia, cô hàng tìm cậu. Cô hàng, đã lâu không gặp. Phải, xin chào. Tay của anh, bác sĩ mà cô giới thiệu lần trước, tôi đã đi khám. Anh ấy nói sao? Anh ấy đã giúp tôi làm phẫu thuật. Sau khi kết hợp vật lý trị liệu, tình trạng đã được cải thiện. Vậy tốt quá rồi. Chuyện này phải cảm ơn cô. Nào, ngồi đi. À phải, một số tạp chí tài chính gần đây không thấy bài viết của cô, còn tưởng cô đi đâu, quá ra là tới đây nghỉ dưỡng. Thực ra tôi đã nghỉ việc. Giờ tôi đang làm việc ở tập đoàn Kim Chung. Chẳng trách hôm qua tôi thấy cô đi chung với Khánh Sinh, còn tưởng cô đang đi phỏng vấn. Nếu tôi không nhìn nhầm, người đi chung với anh hôm qua là Lâm Hoành Dĩ, ông trùm gỗ Indonesia. Đúng. Sao vậy? Cô quen à? Vài năm trước tôi từng phỏng vấn anh ấy. Lúc đó thái độ của ông ấy rất tệ, ngạo mạn và không hợp tác. Nhưng mà hôm qua nhìn có vẻ rất tiều tụy. Chuyện công ty và gia đình của anh ấy chắc cô cũng nghe qua. Nên tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao giờ anh ấy vẫn còn tâm trạng ra ngoài uống trà. Phải chăng cô muốn biết tại sao anh ấy lại tới tìm tôi? Không, tôi chỉ nói vu vơ thôi. Xin lỗi, tôi hy vọng cô có thể hiểu. Chuyện gia đình của người ta tôi không tiện nói nhiều. Tôi hiểu. Cô Hàng à, mời cô dùng. Thôi khỏi, để lần sau đi. Tôi có hẹn với bạn, tôi đang vội. Nhanh vậy à, cô mới tới không lâu. Tôi đang vội thật. Tạm biệt. Cô Hàng à, anh ấy tới tìm tôi là hy vọng tôi có thể mua lại công ty gỗ và khoáng sản của anh ấy. Tôi đã đồng ý. Tại sao anh nói cho tôi biết? Tôi cũng tiện thể trả lời thôi. Tôi xin lỗi, tôi thật sự đang gấp. Chào anh.
Thiếu gia, anh vốn không nên tiết lộ chuyện của công ty. Lần này chúng ta... Tôi không nỡ nhìn thấy cô ấy thất vọng. Anh Chung. Celia. Anh Chung à, anh có chuyện gì? Không có gì. Là sếp chủ gọi điện kêu tôi thông báo cho Quý Nam mua cổ phiếu cho anh ấy. Vậy à? Trước giờ mua cổ phiếu toàn sếp tự mua, sao lần này lại kêu người khác mua? Không lẽ như lời đồn anh ấy muốn bỏ quyền lực? Cái này tôi cũng không rõ. Tóm lại anh ấy làm như vậy chắc chắn có lý do riêng. Tốt nhất đừng hỏi nhiều. Alo, Khánh Đường. Dạ, anh Chung. Nói với Quý Nam, cổ phiếu này phải chia thành 10 công ty để mua, và phải mua vào trước nửa tiếng đóng cửa thị trường. Phân ra trong 2 ngày, mua đến 2 triệu thì dừng lại. Khánh Đường à, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Có gì mà hớt hải vậy? Bây giờ anh Chung muốn mua cổ phiếu Lục Lân, mã đó không ổn, mua vào chắc chắn sẽ lỗ. Không phải anh chưa mua đó chứ? Đương nhiên chưa mua rồi. Lại còn mua tận 2 triệu, chắc chắn là lỗ to. Tóm lại anh Chung kêu mua thì cứ mua đi, đừng có nói nhiều làm gì. Không phải tôi đã kiểm tra rồi, cổ phiếu công ty này đang giảm, rõ ràng là không ổn. Anh biết anh ấy không thích người khác làm trái ý mà. Anh ấy dám mua vào thì chắc chắn có lý do riêng. Anh chỉ cần làm theo là được. Anh Chung à, anh Chung, tìm được anh thì tốt quá. Hôm nay anh kêu tôi mua cổ phiếu Lục Lâm, tôi đã kiểm tra rồi, không thể mua được đâu. Sao nhiều chuyện quá vậy? Tôi kêu anh mua thì cứ mua đi. Mua thì cứ mua, rồi giữ cổ phiếu cho tôi. Nhưng mà tôi không mua. Không mua à? Anh nghe tôi nói, hôm qua cổ phiếu này đã bị tạm ngừng giao dịch, hôm nay bắt đầu giảm giá, sao có thể mua được? Khốn nạn, ai là ông chủ? Ai kêu anh thay đổi quyết định? Nhưng mà cổ phiếu đó không ổn. Anh còn cãi, mau đi mua đi. Dạ. Đợi đã. Lát nữa mua thêm 2 triệu cổ phiếu, chẳng phải là 4 triệu rồi sao? Mau đi đi. Hay là anh muốn ngày mai nghỉ làm? Dạ, tôi đi ngay. Đúng là ngu hết chỗ nói. Sao vậy? Vẫn không hiểu à? Đúng là không hiểu nổi. Anh Chung phân tích cổ phiếu như thế nào? Anh ấy có tầm nhìn như vậy, chắc chắn biết cái nào tốt. Cổ phiếu Lục Lâm giặt dẻo như vậy, sao có thể đột nhiên tăng giá? Anh còn dám nói à? May là cuối cùng anh cũng ngoan ngoãn mua giúp, không thì anh có bao nhiêu tiền cũng không đền nổi. Ngày nào anh cũng ở bên anh ấy có dạy gì cho anh không? Nhìn bộ dạng của anh là biết không rồi. Không thì anh giàu to rồi. Anh Chung không giống chúng ta, chỉ dựa vào việc phân tích hiệu quả hoạt động và biểu đồ của công ty. Hình như anh ấy không xem cái gì hết, chỉ dựa vào trực giác của bản thân. Không lẽ ông ấy có năng lực đặc biệt? Tôi thấy anh đừng nghĩ nhiều như vậy. Thực ra thị trường chứng khoán đó có nhiều thứ anh không hiểu. Tuy nhiên đôi khi không hiểu sẽ tốt hơn. Anh đang nói gì vậy? Nói rõ ràng hơn có được không? Tôi không hiểu gì cả. Anh có nghe nói về cái chết của Dương Tu không? Dương Tu à? Tôi chỉ có nghe, chỉ biết Dương Quá thôi. Tóm lại tôi khuyên anh một câu, ông chủ bảo gì thì cứ làm nấy. Đừng có tự cho mình là giỏi, tự cho mình là thông minh. Nếu tôi nói như vậy, không phải cũng giống Lý Khách Cơ à? Tôi không muốn. Hơn nữa tôi tin anh Chung, hy vọng nhân viên của mình thẳng thắn, có tầm nhìn. Lần này anh ấy giỏi hơn tôi, thực tế cho tôi bài học, tôi chắc chắn sẽ cố gắng học hỏi. Anh ấy sẽ truyền bí quyết cho tôi. Tới chừng đó, tôi sẽ trở thành một Chung Khánh Sinh thứ hai trong giới tài chính. Tôi nói cho anh biết. Nè, anh sợ rồi à? Ban đầu chúng ta chỉ cần 100 triệu đô là có thể mua lại, bây giờ phải tốn gấp đôi. Nếu lần trước anh không nói với cô ấy thì hôm nay cũng sẽ không. Thiếu gia, anh nhìn nhầm người thật rồi.
Guanahan, sao chỉ có một mình anh? Lão Lâm đâu? Anh ấy về rồi. Chắc chắn là bán công ty với giá cao rồi. Vui tới mức muốn về nhà ăn mừng. Nói ra anh đúng là xui xẻo. Nếu anh mua lại sớm vài tháng thì đã không tốn nhiều tiền như vậy. Còn tôi thì khác. Tôi có chuyên gia tài chính, mỹ nữ trong ngành chỉ dẫn. Nhưng hôm nay người anh em phát tài, tôi cũng kiếm được một khoản. Xin lỗi, thiếu gia nhà tôi có việc, chúng tôi đi trước. Vội như vậy làm gì? Hiếm khi mọi người gặp mặt, để tôi mời ăn cơm. Không cần đâu, lần sau đi. Tôi quên mất, anh hơi bất tiện. Chắc là chỉ có thể ngồi nhìn người ta ăn. Được rồi, đủ rồi. Tạm biệt. Anh giỡn đủ chưa? Anh đã thắng rồi, sao còn như vậy? Sao vậy? Em sót à? Vốn dĩ anh không cần như vậy. Sao lại không cần? Anh lo cho em biết mấy. Nếu anh không làm như vậy, sao anh ta có thể từ bỏ? Anh đang nói gì vậy? Nói cái gì à? Em biết thừa, anh ta có ý với em. Em cũng có thiện cảm với anh ta. Anh cố tình khích bác anh ta, làm anh ta tổn thương, khiến anh ta tuyệt vọng hoàn toàn về em. Không còn bất kỳ ảo tưởng nào về em nữa. Dù sao đi chăng nữa, anh làm như vậy là quá đáng. Quá đáng à? Anh từ trước tới nay vẫn luôn quá đáng như vậy. Không phải em mới quen anh ngày đầu. Vậy được rồi, nếu em không thích, em đi với anh ta đi. Được rồi. Được cái gì mà được? Được cái gì? Anh không lo mất em thì sao anh phải làm vậy? Đừng có nổi giận mà. Chúng ta đi ăn cơm, được không? Sao vậy? Sao không nghe lời mẹ? Chị dâu. Khánh Đường, lâu lắm rồi không thấy em tới. Dạo này bận lắm à? Dạo này công ty vừa áp dụng các biện pháp mới, có rất nhiều chuyện cần em giải quyết. Lạ thiệt, anh họ của em vốn dĩ luôn tự mình làm mọi chuyện, sao lần này lại ngoại lệ? Anh à, em vẽ có đẹp không? Đẹp lắm. Nào, để anh dạy cho em. Gần đây anh họ tuyển được một trợ lý mới làm cố vấn công ty. Còn nghe cô ấy lên kế hoạch tái cấu trúc. Còn nữa, cô ấy còn thuyết phục anh bắt đầu trao quyền lực cho nhân viên. Người có thể thuyết phục được Khánh Sinh chắc chắn rất là giỏi. Khả năng giao tiếp của người đó chắc chắn rất tốt. Rốt cuộc là ai? Là Hàn Vũ Phi. Chị còn nhớ chứ? Chuyện là từ lúc nào? Gần 3 tháng. Anh họ không nói với chị à? Từ sau khi cô Hàn tới công ty làm ở bộ phận tài chính, cô ấy thường xuyên đi làm cùng với anh họ. Nhiều lúc ngay cả bữa trưa bữa tối cũng ăn cùng nhau. Họ nói chuyện rất nhiều thứ. Xem ra công ty sắp tới sẽ cải cách rất là nhiều. Tặng cho em. Sao vô duyên vô cớ lại tặng quà cho em? Anh tặng quà cho em, còn cần lý do sao? Anh tặng cho em thì em cứ cầm đi, đừng nghĩ nhiều. Khoan đã. Sao vậy? Dạo này công ty có phải đã tuyển được một cố vấn tài chính không? Vậy thì sao? Chuyện này liên quan tới lợi ích, em có thể quản được sao? Nhưng mà người anh mời là Hàn Vũ Phi, em nhất định phải quản. Em cũng muốn biết gì? Trước đây không phải cô ấy có mâu thuẫn với anh à? Sao cô ấy lại chịu giúp cho anh?
Chồng của em có giỏi không? Vậy em mới biết à? Trước đây anh ra ngoài chơi bời phụ nữ, không bao giờ mang về công ty. Sao lần này lại ngoại lệ? Đơn giản thôi, khẩu vị của anh đã thay đổi. Trước đây anh thích phụ nữ có đôi mắt to, bây giờ anh cũng thích phụ nữ có đôi mắt to, nhưng mà phải có đầu óc. Hàn Hữu Phi chính là loại như vậy. Cho nên anh mới mời cô ấy tới công ty, để mỗi ngày anh đều có thể nhìn cô ấy, ngắm cô ấy, khiến anh vui vẻ. Sao hả? Em còn muốn biết gì nữa? Tôi chọn được rồi. Xin lỗi, phải chăng tôi đã nói quá nhiều? Không sao đâu, nói nhiều cũng tốt, chúng ta có thể cắt mà. Bác Thuận, bác ấy là ông chủ của chúng tôi. Đây là cô Hàn, từ đài truyền hình tới. Hôm qua cô ấy gọi điện để xin phỏng vấn. Xin chào, tôi là Hàn Vũ Phi. Tôi nghĩ anh Sinh không có âm mưu gì với chúng tôi. Cô ông à, một số chuyện cần phải phân tích bằng lý trí, không thể dựa vào cảm xúc. Hy vọng cô có thể tìm được người gửi gắm cả đời. Cảm ơn. Tôi đã tìm thấy rồi. Và niềm tin này kiên định, không bao giờ lay chuyển. Vậy tốt, tôi chúc phúc cho cô, chúc cô may mắn. Cảm ơn cô. Chào anh. Anh thắng rồi. Cảm ơn. Nhưng mà có một điều tôi muốn khuyên anh. Tôi không cần lời khuyên của bất kỳ ai. Là cô à? Không phiền cô chứ? Không đâu, mời vào trong. Lát nữa cô tới đón tôi. Cô cứ tự nhiên, tôi đi rót trà. Mời dùng trà. Cảm ơn. Sao về Singapore mà không tới tìm tôi? Dạo này công việc hơi bận, không có thời gian. Cảnh quan ở đây rất đẹp. Cô sống một mình à? Đúng. Sofa này cũng rất đẹp, thoải mái và rộng rãi. Là cô chọn hay Khánh Sinh chọn? Nhà này là thuê thôi, ghế sofa cũng là của chủ nhà. Nói như vậy, ghế sofa này không phải của cô, mà là của người khác. Đồ của người khác, mãi mãi của người khác. Hay là cô nên chọn một bộ cho riêng mình? Cô có nghĩ như vậy không? Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô. Sống một mình tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi. Trước đây cô làm phóng viên, khi chán nản cô đi du học, sau đó làm biên tập viên. Thực ra cô làm việc cho một tạp chí tài chính nổi tiếng, làm việc trong tòa soạn. Là một nữ biên tập nổi tiếng, có rất nhiều cơ hội. Tại sao nhất định phải đến Kim Chung?
Tập đoàn Kim Trung là một tập đoàn đa quốc gia. Hơn nữa ở đây tôi cũng cảm thấy mình có nhiều cơ hội hơn. Tôi luôn cho rằng phụ nữ tìm việc giống như tìm chồng, phải cẩn thận và thận trọng. Lỡ công việc làm sai, phá hỏng danh tiếng, sau này cũng muốn tìm việc cũng không dễ dàng. Cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng mà tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ một món đồ, nếu cô không thử sao biết là tốt hay xấu. Hơn nữa, bây giờ tôi ở Kim Trung rất là tốt. Anh Trung đối xử với tôi cũng rất tốt. Giống như chiếc sofa này, bây giờ tuy nó là của người khác, nhưng mà tôi tin, chỉ cần tôi có điều kiện, tới cuối cùng nó cũng sẽ thuộc về tôi.